Ơi, ok, ta bắt đầu nha. Nha, 5 giờ 1 phút rồi. Mình mải nghe nhạc, thế là 5 giờ 1 phút. Chúng ta bắt đầu ngồi được, nằm được, thoải mái vậy. Mà ai muốn ngủ thì đi đeo tai nghe vào. Nhưng mà nằm thì để đưa hơi thở từ chân trước hả thầy, xuống chân trước hả thầy? Đúng rồi. Nhưng thôi chúng ta cứ ngồi phóng Nhưng mà thời gian. ngồi cho nó nghiêm túc chứ nằm Ngồi thì đi. Rồi. nằm nó không được nghiêm túc. Ok. Tức là tùy sự lựa chọn của mỗi người mà. Người nào nghiêm túc thì ngồi, còn người nào không nghiêm túc thì làm. Làm sao cấm được. Chúng ta bắt đầu nha. Hít vào thì bằng mũi, thở ra bằng miệng này. Giữa Em hít vào chào và thầy thở ạ. ra. Rồi thôi không phải chào nữa. Giữa hít vào và thở ra nó có một cái khoảng nghỉ nha, để nó lưu cái không khí ở trong người mình, và thở ra nó đẩy hết tất cả cái khí thải ra ngoài. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít đưa hơi thở lên vùng đầu. Nhờ những ai mới tập thiền thì hãy nói với tiềm thức để cho hơi thở của mình được tập, để tâm trí của mình được tập trung vào hơi thở. Hít vào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hơi thở xuống vùng cổ vai gáy, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, đưa hơi thở xuống hai tay dần thả lỏng. Hít vào, thở ra, hít thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hơi thở xuống vùng lưng, vùng bụng, hít vào, thở ra, 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 đưa hơi thở xuống vùng mông, vùng hông, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hơi thở xuống hai chân dần thả lỏng, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Chúng ta hãy đưa hơi thở trở về vùng cơ thể nào chưa được thả lỏng, đặc biệt là vùng đầu. Ai mới tập thì nói với tiềm thức cho chủ nhân tập trung vào hơi thở. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Chúng ta hãy hình dung tưởng tượng chúng ta ở trong một tòa nhà cao tầng. Chúng ta bấm thang máy vào tầng 10 và khi thang máy dịch chuyển xuống, chúng ta cũng chìm sâu và trạng thái cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí chỉ còn tập trung vào hơi thở để ý thức và tiềm thức hợp nhất là một. Thang máy bắt đầu dịch chuyển xuống tầng 9, xuống tầng 9 và chúng ta cũng chìm sâu xuống. Thang máy xuống tầng 9 rồi và tiếp tục dịch chuyển xuống tầng 8, xuống tầng 8, xuống tầng 8 và chúng ta cũng chìm sâu hơn nữa vào trạng thái cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí chỉ còn tập trung vào hơi thở. Chìm xuống. Thang máy xuống tầng 7 rồi và tiếp tục xuống tầng 6, xuống tầng 6. Và chúng ta cũng chìm xuống. Chìm rất sâu xuống. Xuống tầng 5 rồi, tiếp tục chìm xuống. Chìm sâu xuống. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng và ý thức hợp nhất với tiềm thức. Chìm xuống, xuống tầng 3 rồi và tiếp tục xuống. Chìm xuống, xuống tầng 2 rồi và tiếp tục chìm xuống, xuống tầng 1 rồi. Khi ta đếm từ 5 đến 0, tất cả chúng ta đã ở vào trạng thái chìm sâu xuống rồi. Cơ thể hoàn toàn thả lỏng và tâm trí toàn tập trung vào hơi thở. Ý thức và tiềm thức hợp nhất là một. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, các bạn là những người vô cùng tuyệt vời bởi vì các bạn có những đức tính rất quan trọng giúp các bạn hướng tới sự thành công. Đó là tính kiên trì và đó là tính kỷ luật. Và nó là khát khao và cam kết hướng tới sự thành công và giàu có. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn bởi vì các bạn chính là nguồn động lực giúp tôi làm việc tốt hơn. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, ngày hôm nay chúng ta đã tiến bộ hơn ngày hôm qua một bậc. Ngày hôm nay là tiền đề cho ngày mai tốt đẹp hơn. Chúng ta cùng đọc 4 cụm từ khóa giúp ý thức và tiềm thức luôn hợp nhất là một và lời nguyện của bà Morat để dọn dẹp cỏ dại chính là những ký ức từ muôn vạn kiếp trước và từ khi bé đến bây giờ chúng ta đã bị vô tình bị bài đặt vào tiềm thức của mình thông qua tự kỷ ám thị ngoại vi. Chúng ta bắt đầu đọc. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người, làm ơn tha thứ cho tôi, cảm ơn. Tôi yêu người, tôi xin lỗi người,
làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi yêu người. Tôi xin lỗi người. Làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, để con nơi con thân quyến của con, hay tổ tiên xa xưa đời kiếp cho xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được thầy tịnh giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng căn, mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp, và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thần thiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi con thân quyến của con, hay tổ tiên xa xưa đời kiếp cho xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được thầy tịnh giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng căn, mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp, và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành linh quang thần thiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi con thân quyến của con, hay tổ tiên xa xưa đời kiếp cho xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được thầy tịnh giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng ngăn, mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp, và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành minh quang thần thiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Đấng siêu nhiên sáng thế toàn năng, cha mẹ con cùng đồng nhất thể, nếu nơi con thân quyến của con, hay tổ tiên xa xưa đời kiếp cho xúc phạm thương tổn đến người, hay tổ tiên gia quyến bao đời, bằng ý nghĩ ngôn từ hành động, từ khởi thủy cho đến hôm nay, chúng con nguyện xin người tha thứ, nguyện cầu được thầy tịnh giải phóng, cắt đoạn lìa ký ức chướng căn, mọi năng lượng âm ba nhiễu tạp, và chuyển hóa nhiễu năng bất tịnh thành minh quang thần thiết an lành, và ước nguyện đã thành viên mãn. Sau đây ta nói với tiềm thức của mình, hãy đọc bốn cụm từ khóa này và lời nguyện của bà Morat từng giây phút, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, liên tục, liên tục, liên tục, không được ngừng nghỉ, bởi vì cỏ dại là ký ức từ ngàn xưa đến bây giờ, nó luôn luôn hiển hiện,
nó chỉ ra đi khi chúng ta để nó ra đi, còn không nó sẽ được che phủ bởi những ý nghĩ mới, những tư duy mới, nhưng một lúc nào đó nó lại trồi lên, nó làm hại chúng ta. Và xét trên phương diện nào đó, chúng ta nếu không biết dọn dẹp cỏ dại trong khu vườn tâm trí của mình, chúng ta chỉ là một robot hoạt động không hơn không kém. Và chúng ta bị ký ức ở trong tiềm thức điều khiển và giật dây. Vậy nên chúng ta cần đọc 4 cụm từ khóa trên để ý thức và tiềm thức hợp nhất, để luôn dọn dẹp sạch cỏ dại trong khu vườn tâm trí, để những hạt giống tích cực được bén rễ nảy mầm xanh tốt, để cái bên trong tạo ra cái bên ngoài. Sau đây chúng ta cùng cài đặt lại bản kế hoạch tài chính trong tâm thức hướng tới thành công bằng cách học theo những suy nghĩ của người giàu và cách làm của người giàu, để chúng ta trở thành một người giàu có thật sự. Tôi tạo ra cuộc đời tôi. Tôi tạo ra chính xác số lượng những thành công về mặt tài chính của tôi. Tôi đầu tư kinh doanh để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra cuộc sống đầy đủ và dư dả. Với tôi, tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đã có từ trước tới nay và tất cả số tiền đang đến với tôi hàng ngày. Tôi là người cho đi rộng lượng, cũng là người đón nhận cơ hội. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi từng ngày. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi đang chi cho bản thân trước. Tôi bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi tự do về tài chính vì tôi yêu tất cả các công việc tôi làm. Tôi tạo ra nhiều nguồn thu nhập thụ động để chi trả cho cách sống mà tôi muốn. Thời gian ngoài giờ làm việc, tôi quản lý và đầu tư tiền để tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Tôi là triệu phú đô la. Tôi là triệu phú đô la. Tôi là triệu phú đô la. Tôi và kho tàng vô tận bên trong tiềm thức của tôi luôn hợp nhất là một. Tôi thành công, giàu có, bình an và hạnh phúc trọn vẹn. Tôi sống trường thọ và khỏe mạnh. Tiền bạc chảy đến bên tôi như một nguồn mạch liên tục dạt dào bất tận. Tôi luôn đề cao giá trị chân chính của bản thân mình. Tôi mặc sức thể hiện hết tài năng của mình. Về mặt tài chính, tôi cực kỳ hài lòng. Với tôi, tất cả thật tuyệt vời. Tôi là một tiểu vũ trụ được vũ trụ giao cho sứ mệnh đi phục vụ giúp đỡ hàng triệu người, giúp họ thay đổi cuộc sống, thành công, giàu có, bình an và hạnh phúc trọn vẹn, sống trường thọ khỏe mạnh. Chính vì vậy, tôi không ngừng học hỏi những kiến thức, nâng cao trí tuệ của bản thân mình để trở thành người giỏi nhất, dẫn dắt hàng triệu. Bởi vì trong Kinh Thánh có nói, trong tất cả các ngươi hãy để kẻ nào giỏi nhất dẫn dắt các người. Và tôi luôn luôn lấy tâm phục vụ để dẫn đến đích thành công của mình. Tôi biết ơn tiềm thức rất nhiều, cảm ơn tiềm thức rất nhiều. Cảm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình, tôi luôn luôn được tự do tiêu tiền và thoải mái tiêu tiền. Và mỗi khi tiêu tiền, tôi đều nhắc với tiềm thức hãy nhân bội số tiền cho chủ nhân. Cái tiền bạc chảy đến bên chủ nhân như một nguồn mạch liên tục dạt dào bất tận. Tôi cũng không ngừng học hỏi những kiến thức được vũ trụ ban cho, những sự thành công được vũ trụ ban cho. Bởi vì kiến thức và thành công của vũ trụ là bất tận, mênh mông, bao la. Vì tôi thực hiện sứ mệnh của vũ trụ, cho nên tôi được nhận tất cả những kiến thức đó, những sự thành công đó để dẫn dắt hàng triệu người. Tôi biết ơn vũ trụ rất nhiều bởi vì vũ trụ luôn đồng ý và cho tôi nhiều hơn. Tôi xin lỗi vũ trụ rất nhiều, làm ơn tha thứ cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi cũng biết ơn tập đoàn New May rất nhiều bởi vì ông chủ tập đoàn và các nhà khoa học đã tạo ra những sản phẩm vô cùng tuyệt vời để tôi và cả gia đình nhà tôi được dùng nó chọn cuộc đời mình.
để sống trường thọ và khỏe mạnh. Và tôi nên luôn luôn học tập kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, kiến thức về y học dinh dưỡng để có niềm tin tuyệt đối và để có niềm tin định hướng sự thành công về sức khỏe của cuộc đời mình. À, tôi đã luôn luôn mang những kiến thức đó để phục vụ cộng đồng. Sau đây, các bạn cùng nói chuyện với tiềm thức của mình. Hãy hình dung tưởng tượng tiềm thức đang ở trước mặt các bạn. Nó luôn luôn chờ mệnh lệnh của các bạn. Và nó chỉ có một câu duy nhất nói với bạn. Mọi suy nghĩ của ngài là mệnh lệnh của tôi. Hãy ra lệnh cho tiềm thức thực hiện những mong mỏi, những ước mơ mà các bạn khát khao, các bạn đã hình dung tưởng tượng mình đã có được rồi. Hãy ra lệnh cho tiềm thức, bởi vì tiềm thức không biết tranh luận, không biết đúng sai, nó chỉ biết thực hiện. Chỉ cần các bạn có niềm tin, tiềm thức biến tất cả những niềm tin đó thành sự thật. Và luôn luôn phải nói với tiềm thức, luôn luôn phải nhớ câu trong Kinh Thánh: nếu có ai đó nói với núi này, núi hãy rời chỗ đi và đổ nhào xuống biển, trong mà trong lòng chẳng hề nghi nan, thì điều đó nhất định sẽ xảy ra. Vì thế ta nói với các anh em, nếu các anh em đã cầu xin một việc chi mà các anh em đã tin điều đó là được, thì các anh em sẽ được như ý. Các bạn nói chuyện về tiềm thức đi.
Ok, khi tôi đếm từ 1 đến 5, chúng ta trở về trạng thái bình thường để chúng ta bắt đầu đọc sách. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Khi mà thiền sâu ấy, lúc mà mở mắt ra là nó hơi lặng mắt đấy, nhà cả mình thế, mắt nó lặng lặng đấy. Tỉnh thức như nào và căn giờ chuẩn phết nhỉ, hôm nào 30 phút cái là hành khuôn mẫu giờ ra tỉnh thức chưa. À, chúng ta bắt đầu cầm sách lên tay nha, để chúng ta huấn luyện kiến thức đọc sách nha. Để sau này chúng ta đọc tất cả quyển sách gì đều rất là nhanh nha, hiểu nhanh nhớ lâu, bởi vì tiềm thức nó đọc chứ không phải là cái não, cái không phải là cái ý thức của mình nó đọc. Cầm quyển sách lên và hướng về phía trước nha, check mép lên 10 độ, đọc này, nín thở, chụp, gửi, nhận, truyền, hòa vào. Thank you, I love you, I'm sorry. Thank you, I love you, I'm sorry. Thank you, Trước khi mình đọc tiếp, mình lại đọc cái dòng ở người ta ghi này. Ai cũng có một cuộc sống, ai cũng làm việc cần cù, ai cũng ước mơ được thành công, nhưng không mấy ai may mắn học được cách tư duy độc đáo và tầm nhìn của những tỷ phú lừng danh đã được tiết lộ trong cuốn sách giá trị này. Trong cuốn sách này, Tia Khaker sẽ tiết lộ những bí mật tại sao một số người lại đạt được những thành công vượt bậc, được số phận ban cho cuộc sống sung túc giàu có, trong khi một số người khác phải chật vật vất vả mới có một cuộc sống qua ngày. Bạn sẽ hiểu được nguồn gốc sự thật về những yếu tố quyết định thành công thất bại, để rồi áp dụng thay đổi cách suy nghĩ, lên kế hoạch và tìm ra cách làm việc, đầu tư, sử dụng nguồn tài chính của bạn theo hướng hiệu quả nhất. Đấy. Bạn sẽ hiểu được nguồn gốc sự thật về những yếu tố quyết định thành công thất bại, để rồi áp dụng thay đổi cách suy nghĩ, lên kế hoạch và tìm ra cách làm việc, đầu tư, sử dụng nguồn tài chính của bạn theo hướng hiệu quả nhất. Chúng ta lại trở về trang 8 nha. Mỗi lần đọc tiếp chúng ta phải ôn lại những cái này vì nó rất quan trọng. Cuối cùng, câu trả lời là ở đây. Thế cái đoạn trước thầy đọc ở trang bao nhiêu thầy? Trang cuối À, FBI, vâng. cuối cùng câu trả lời là ở đây. Nó thật đơn giản, rất đơn giản, nó là quy luật mà bạn không thể né tránh, các bạn muốn cũng không tránh được, nó bắt buộc đến với tất cả chúng ta đấy. Tất cả tụ chung vào điều này: nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn không được cài đặt để hướng đến sự thành công, thì tất cả những gì bạn học được, những gì bạn biết và cả những gì bạn làm đều không giúp được gì nhiều cho bạn. Nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn không được cài đặt để hướng đến thành công, thì tất cả những gì bạn học được, những gì bạn biết và tất cả những gì bạn làm đều không giúp được gì nhiều cho bạn. Vậy muốn thành công thì phải cài đặt lại bản kế hoạch tài chính trong tâm thức. Và nếu không học về tiềm thức thì chúng ta không biết tiềm thức là gì không mà cài. Và mấy ai đã biết được những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái tầm nhìn lừng danh của các tỷ phú đô la, những người giàu có đã chứng minh được sự thành công vô cùng của họ ở trong cái quyển sách này. Nên người giàu người ta rất rộng lượng và người ta cho đi.
chứ không phải người ta giữ nó là bí mật bí kíp cả nhà mình nha. Đó. Chúng ta bắt đầu đọc tiếp. Chả mấy chốc mà hết cuốn sách này đâu. Đọc đi đọc lại nha cả nhà mình. Quyển này mỗi năm mình sẽ đọc một lần, bởi nó rất là quan trọng. Mình đọc lại một chút phần hôm trước này. Thay vì chịu trách nhiệm trước những gì diễn ra trong cuộc sống của mình, người nghèo thường chọn cách chơi trò đóng vai lạ nhân. Người nghèo ấy chọn cách chơi trò đóng vai là lạ nhân để không chịu trách nhiệm ấy. Đấy. Suy nghĩ chủ đạo của một lạ nhân thường là lời than thở: khốn khổ thân tôi, tôi không thể làm được, tôi nghèo quá, tôi không có tiền, cái đấy khó lắm, không làm được. Đấy, cái lời than thở của những nạn nhân nó là như thế. Vậy là cầu được ước thấy, luật hấp dẫn, cầu được thì sẽ thấy. Cầu được ước thấy theo quy luật sức mạnh của ý định, tức là luật hấp dẫn, ý nghĩ đó. Đó là tất cả những gì nạn nhân họ nhận được sự khốn khổ. Hãy để ý rằng tôi nói họ chơi trò đóng vai nạn nhân, tôi không nói họ là nạn nhân. Họ chơi trò đóng vai nạn nhân chứ không phải họ là nạn nhân. Và cuối cùng thì luật hấp dẫn nó sẽ đưa họ đúng với những cái gì họ đóng cái vai đó. Họ nhận được sự khốn khổ, Hãy để ý rằng tôi nói họ chơi trò đóng vai nạn nhân, tôi không nói họ là nạn nhân. Tôi không tin ai đó là nạn nhân. Tôi tin rằng người ta tự nguyện đóng vai nạn nhân bởi vì họ nghĩ điều đó đem lại cho họ lợi ích gì đó. Chúng ta sẽ thảo luận điều đó chi tiết hơn ngay sau đây. Làm sao bạn biết khi nào thì người ta đóng vai nạn nhân? Thường thì họ sẽ để lại 3 dấu hiệu nhận biết. Bây giờ trước khi chúng ta nói về những dấu hiệu đó, tôi muốn bạn nhận ra rằng tôi hiểu không có cách cư xử nào ở đây liên quan với bất kỳ ai đọc cuốn sách này. Nhưng có thể, chỉ là có thể thôi, bạn biết một ai đó có thể liên quan và có lẽ bạn biết người đó một cách tương tận. Dù sao, tôi cũng đề nghị bạn hết sức để ý đến phần này. Đây là phần quan trọng đấy. Các bạn, dấu hiệu nạn nhân số 1. Đổ lỗi. Khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thành công về mặt tài chính, hầu hết nạn nhân đều là chuyên gia trong trò chơi đổ lỗi, tức là bậc thầy rồi trong trò chơi đổ lỗi. Khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thành công về mặt tài chính, hầu hết nạn nhân đều là chuyên gia trong vai trò trong trò chơi đổ lỗi. Điều chủ yếu của trò chơi này là tìm xem có bao nhiêu người và hoàn cảnh mà bạn có thể kết tội, nhưng không bao giờ nhìn lại chính mình. Sự việc này tựa như một cơn mưa và chút nước hết lên bất cứ người nào chẳng may là có mặt tại đây. Thông thường những ai gắn gần gũi với các lạ nhân sẽ dễ trở thành mục tiêu của họ. Tránh xa những cái ông đổ lỗi ra không, chúng ta là mục tiêu của họ. Trên trong đội nhóm của chúng ta mà ông nào hay đổ lỗi ấy, thì tốt nhất là không cho ông ấy tham gia vào nữa. Hoặc là cho ông ấy đọc quyển sách này để ông ấy thay đổi. Những nạn nhân thường đổ lỗi cho nền kinh tế, họ đổ lỗi cho chính phủ, đổ lỗi cho thị trường chứng khoán, đổ lỗi cho những người môi giới, đổ lỗi cho chủ, cho người làm thuê của họ, cho quản lý, cho trưởng phòng, cho người đứng trên hay dưới mạng lưới của họ, cho người đứng trên hay dưới đội nhóm của các bạn, tuyến trên của các bạn ấy, tuyến dưới của các bạn ấy, đổ lỗi cho họ. Cho dịch vụ khách hàng, cho phòng vận chuyển, cho đối tác, cho bạn đời, cho cả vợ mình hoặc chồng. Ủa tại sao tôi lấy được cô vợ này nhỉ? Suốt ngày kêu ca phàn nàn. Ok, cả nhà.
đổ lỗi cả cho, đổ lỗi cả Chúa, đổ lỗi cả Đức Chúa. Và tất nhiên họ luôn luôn đổ lỗi cho cha mẹ mình, bao giờ cũng là ai đó khác hay cái gì đó khác có lỗi. Thế nhưng vấn đề lại không nằm ở bất cứ sự việc, hiện trạng, tượng, hoàn cảnh hay con người nào khác, mà là ở chính họ. Các bạn thử viết ra xem mình đổ lỗi cho bao nhiêu người, đổ lỗi cho bao nhiêu lần, đổ lỗi con cái hư không chịu học, đổ lỗi cho cha mẹ sinh ra mình trong một gia đình nghèo khó, không có điều kiện để đi du học, không có tiền để kinh doanh, bởi trong khi tham gia vào kinh doanh hệ thống thì đổ lỗi cho tuyến trên, đổ lỗi cho tuyến dưới, đổ lỗi cho sản phẩm đắt, đổ lỗi cho hàng bán phá giá, đổ lỗi cho khách hàng không có tiền dùng sản phẩm, rồi đổ lỗi cho nhiều nhiều thứ. Nhưng mà lỗi là chính ở con người chúng ta, không phải những thứ đó, không phải tất cả những cái gì ở bên ngoài, mà nó là ở bên trong. Hôm nay mạnh dạn lấy giấy viết ra nha, xem mình hay đổ lỗi những cái gì. Và tư duy số 1 của các triệu phú, các tỷ phú lừng danh đó là: tôi tạo ra cuộc đời tôi, tôi tạo ra chính xác số lượng những thành công về mặt tài chính của tôi. Nó là bí mật đó, không phải do hoàn cảnh khách quan, không phải ô tự nhiên bây giờ sản phẩm tăng giá, không phải là khách hàng khó tính, không phải là hàng giả tràn lan ở ngoài thị trường, không phải là những thứ đó, không phải là tuyến trên tôi không có kiến thức, không dạy tôi, đầy kiến thức trên YouTube đấy, vào mà học, có chịu học hay không, và học thì có biết cách học hay không, hay học hời ha hơi thôi. Cứ bảo là không ai dạy mình, sách cái này là ông thầy vĩ đại nhất, Internet, YouTube, Facebook. Muốn học về dinh dưỡng, muốn học về các cái, về kinh doanh New May, cứ gõ vào Quang Vĩnh Yên trên YouTube đấy, cái gì chả có. Có chịu học không? Hay học có đến nơi đến chốn không? Học là một quy trình lặp, học đi học lại, học đi học lại, học đi học lại. Hay là nghe một lần xong bảo nghe, nghe rồi, biết cái gì? Trên ở cái quyển sách này người ta nói bạn thất bại vì tất cả những điều các bạn đã biết, chứ không phải vì những điều các bạn chưa biết. Và chính thất bại từ sự đổ lỗi đó. Mình đọc lại điều cái nạn nhân số 1 đổ lỗi nha, để chúng ta tránh. Mạnh dạn viết ra xem mình thay đổ lỗi cho những cái gì. Khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thành công về mặt tài chính, nhất là về mặt tài chính, vì chúng ta đều là những người không giàu, nhưng nói về tiền, nói về đầu tư là bắt đầu lảng tránh, để mà tránh đi cái nỗi sợ hãi, để mà tránh đi cái nỗi sợ hãi không có tiền và sợ mất tiền. Khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình không thành công về mặt tài chính, hầu hết nạn nhân đều là chuyên gia trong trò chơi đổ lỗi. Các nạn nhân đều là chuyên gia trong trò chơi đổ lỗi. Sao không chuyên gia trong gì? Sao không là chuyên gia trong đào tạo, trong giáo dục huấn luyện đi? Không là chuyên gia trong y học dinh dưỡng đi, mà lại toàn là chuyên gia đổ lỗi. Điều chú ý, điều chủ yếu của trò chơi này là tìm xem có bao nhiêu người và hoàn cảnh mà bạn có thể kết tội. Đấy, là kết tội ông Quang là đi làm đa cấp bất chính, ông đi lôi kéo. Thế sao người ta không kết tội ông Quang lôi kéo bao nhiêu người học về y học dinh dưỡng, bao nhiêu người sử dụng bộ tứ, bao nhiêu người biết để mà kết hợp sản phẩm, giúp cho bao nhiêu người khỏe mạnh. Sao người ta không kết tội mình là làm ra bao nhiêu video có giá trị để cho bao nhiêu người học? Sao người ta không kết tội chính người ta là kim tứ đồ đã dạy rồi mà chả hiểu gì về kim tứ đồ, cứ thao thao bất tuyệt? Sao người ta không kết tội mình quá non nớt về kiến thức, đường đời và xã hội? Toàn đi kết tội, và cuối cùng họ nhận lại sự kết tội chính bản thân họ. Điều chủ yếu của trò chơi này là tìm xem có bao nhiêu người và hoàn cảnh mà bạn có thể kết tội, nhưng không bao giờ nhìn lại chính mình. Sự việc này, hay không bao giờ nhìn lại chính mình. Sự việc này
lựa chọn sự việc này tựa như một cơn mưa và chút nước hết bất cứ lên bất cứ người nào chẳng may lại có mặt tại đây. Thông thường những ai gắn gần gũi với các nạn nhân sẽ dễ trở thành mục tiêu của họ, nên muốn không làm mục tiêu của các nạn nhân tránh xa học tập. Những nạn nhân thường đổ lỗi cho nền kinh tế, họ đổ lỗi cho chính phủ, đổ lỗi cho thị trường chứng khoán, đổ lỗi cho những người môi giới, đổ lỗi cho chủ, cho người làm thuê của họ, cho quản lý, cho trưởng phòng, cho người đứng trên hay dưới mạng lưới của họ, cho dịch vụ khách hàng, cho phòng vận chuyển, cho đối tác, cho bạn đời, đổ lỗi cho bạn đời mới kinh khủng khiếp. Họ đổ lỗi cả cho Chúa, và tất nhiên họ luôn luôn đổ lỗi cho cha mẹ mình. Bây giờ cũng là ai đó, bây giờ cũng là ai đó khác hay cái gì khác có lỗi, bao giờ cũng là ai đó khác hay cái gì khác có lỗi. Thế nhưng vấn đề không nằm ở bất cứ sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người nào khác, mà là ở chính họ. Vậy muốn giàu có thì phải tránh xa cái dấu hiệu nạn nhân thứ nhất, đó là đổ lỗi. Bởi vì luật hấp dẫn, bạn càng đổ lỗi nhiều thì càng có nhiều sự việc, càng có nhiều hoàn cảnh khách quan cho bạn đổ, và bạn ngập chìm trong mớ bòng bong rối bời của những cái lỗi lầm và của những cái không thành công. Vậy muốn giàu có hãy tránh xa dấu hiệu nạn nhân số 1, đó là sự đổ lỗi, và phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Tôi tạo ra cuộc đời tôi, tạo ra chính xác số lượng những thành công về mặt tài chính của tôi. Không đổ lỗi nữa nha. Dấu hiệu nạn nhân số 2. Nếu những nạn nhân không đổ lỗi thì bạn sẽ thấy họ là người hay bao biện hoặc lý giải tình huống của mình bằng những lời như: với tôi, tiền không phải là thực sự quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi bạn câu này. Vậy bạn nói rằng bạn hay vợ bạn, hay bạn trai hay bạn gái của bạn, đối tác của bạn hay bạn bè bạn không quan trọng với bạn, liệu bất cứ ai trong những người đó sẽ ở được bên bạn lâu dài không? Tôi không tin là có, và với tiền bạc cũng vậy. Các bạn đã hiểu ý nghĩa về vấn đề tiền bạc chưa? Nếu chúng ta nói vợ mình không quan trọng, nếu chúng ta nói đối tác của mình không quan trọng, nếu chúng ta nói con mình không quan trọng và không cần thiết, thì rồi tất cả những cái thứ đấy nó sẽ ra đi. Con mình nó cũng tránh xa mình, vợ mình nó cũng rời bỏ mình ra đi, chồng mình nó cũng rời bỏ mình ra đi, các đối tác của mình cũng rời bỏ mình ra đi, đồng đội của mình cũng rời bỏ mình ra đi, bởi vì mình nói họ không quan trọng. Vậy tiền nó cũng thế thôi. Nếu bạn bảo tiền không quan trọng thì nó cũng rời xa bạn, không cánh mà bay. Nếu các bạn không biết yêu thương nó, thì không biết quý trọng nó, thì nó sẽ không cánh mà bay, đội nó ra đi. Cho dù bạn cố làm ra bao nhiêu đi chăng nữa thì nó đến rồi nó lại chạy đi, bởi vì bạn nói nó không quan trọng. Cũng giống như tất cả các đối tác của mình không quan trọng thì họ sẽ ra đi, không bao giờ gặp lại bạn được. Nghiêm cấm nói mọi thứ không quan trọng, và phải đổi lại: mọi thứ đều rất quan trọng đối với bản thân tôi. Cả nhà mình nhớ chưa? Cảm ơn thần thức đi. Cảm ơn. Mình đọc lại này. Dấu hiệu nạn nhân số 2 đó là bao biện. Nếu những nạn nhân không đổ lỗi thì bạn sẽ thấy họ là người hay bao biện hoặc lý giải tình huống của mình bằng những lời như: với tôi, tiền không phải là thực sự quan trọng. Đó. Người nào chót dài mà từ trước đến nay cứ nói tiền không quan trọng thì phải sửa ngay nha. Không, nó thật sự không quan trọng với cuộc đời bạn đấy. Nó sẽ rời bỏ bạn ra đi, có bao nhiêu ra đi bỏ sạch luôn.
Với tôi, tiền không phải là thực sự quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi bạn câu này. Nếu bạn nói rằng chồng bạn hay vợ bạn, bạn trai hay bạn gái của bạn, đối tác của bạn hay bạn bè bạn không quan trọng với bạn, liệu bất cứ ai trong những người đó sẽ ở được bên bạn lâu dài không? Tôi không tin là có. Và với tiền bạc cũng như vậy. Phải yêu thương tiền bạc, phải cho nó là rất quan trọng. Với tôi, tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đã nhận trước tới này và tất cả số tiền đang đến với tôi hàng ngày. Tôi biết ơn cả tiền khi nó chưa đến với mình thì nó sẽ hút đến với mình. Với tôi, tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đã nhận được từ trước đến nay và tất cả số tiền đang đến với tôi hàng ngày. Đó, với tiền bạc là phải như vậy. Đừng có bảo là nó không quan trọng. Đừng có bảo một cái gì đó không quan trọng với cuộc đời mình mà nó sẽ không cánh mà bay đấy. Vậy đừng có bao biện nữa nha. Đó là dấu hiệu nạn nhân thứ hai, bao biện. Tại các hội nghị chuyên đề trực tiếp của tôi, một số người tham dự thường đến gặp tôi và nói: anh biết không ha, tiền bạc thật sự không quan trọng đến thế. Một số người hay nói: anh biết không ha, tiền bạc thật sự không quan trọng đến thế. Tôi nhìn thẳng vào mắt họ và nói: bạn vừa bị khánh kiệt đúng không? Họ thường nhìn xuống chân mình và yếu ớt trả lời những câu gì đó: vâng, hình như, vâng, hiện thì tôi đang có một số thứ thử thách tài chính, nhưng tôi ngắt lời: không, không phải chỉ hiện nay mà luôn luôn như thế. Bạn luôn luôn túng quẫn hoặc gần như không thể, đúng không nào? Đến đó thì họ thường gật đầu đồng ý và buồn bã trở về chỗ ngồi, sẵn sàng lắng nghe và học hỏi. Vì cuối cùng họ đã nhận ra hệ quả tai hại mà niềm tin ấy gây ra cho cuộc sống của họ. Tôi đọc lại chỗ này. Tại các hội nghị chuyên đề trực tiếp của tôi, một số người tham dự thường đến gặp tôi và nói: anh biết không ha, tiền bạc thực sự không quan trọng đến thế. Tôi nhìn thẳng vào mắt họ và nói: bạn vừa bị khánh kiệt đúng không? Họ thường nhìn xuống chân mình và yếu ớt trả lời những câu gì đó như: vâng, hiện thì tôi đang có một số thử thách tài chính, nhưng tôi ngắt lời: không, không phải chỉ hiện nay mà luôn luôn như thế. Bạn luôn túng quẫn hoặc gần như thế, đúng không nào? Đến đó thì họ thường gật đầu đồng ý và buồn bã trở về chỗ ngồi, sẵn sàng lắng nghe và hỏi. Vì cuối cùng họ đã nhận ra hệ quả tai hại mà niềm tin ấy gây ra cho cuộc sống của họ. Phá bỏ những niềm tin cũ về tiền bạc đi, phá bỏ những niềm tin cũ về cách làm, cách nghĩ đi, các bạn mới thay đổi được. Và phải cài đặt lại bản kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình, các bạn mới thay đổi được. Thì thế giới bên trong nhất định là thế giới bên ngoài. Không thay đổi gốc rễ, làm sao thay đổi được hoa trái? Cứ hùng ngục đi làm, làm sao có kết quả tốt? Và cuối cùng chỉ như con trâu, hùng hục như trâu húc quả, giống như Đông Ký Sốt đánh nhau cái cuối say gió, thất bại thảm hại. Bởi vì chúng ta là những nạn nhân, chúng ta là những người đổ lỗi và chúng ta là những người bao biện. Chúng ta không dám tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Và những ai đã rất nghèo về tiền, nói đến tiền là lảng tránh. Những ai đang có vấn đề về tài chính, nói đến tiền, nói đến đầu tư, bởi vì họ rất sợ, họ cố bao biện. Hôm vừa rồi mình đi giúp cho cái bạn Thơm một buổi. Thế là có một cô bé đấy mà. Ôi, cháu chỉ có thích làm sữa thôi.
ông bảo thế có 30 triệu thì làm gì, cháu chi tiêu hẳn tiết kiệm xong để cháu trả nợ. Thế bảo bạn vấn đề tài chính của bạn rất nghiêm trọng đúng không? Không có gì đâu, cháu rất thoải mái. Nhưng cuối cùng lòi ra là nợ lần suốt quanh năm ngày tháng, chỉ cho là lúc nào cháu nghĩ nợ thì nợ nó sẽ bủa vây, nó bao bọc cháu, không bao giờ cháu thoát ra được. Và bây giờ cháu phải bỏ cái từ nợ ra khỏi tiềm thức của mình, thiêu cháy nó đi, và hãy nghĩ mình là người phụ nữ quyền năng giàu có đi. Dần dần nó sẽ thay đổi cuộc sống của cháu. Rất rất nhiều người chúng ta cái gì cũng biết nhưng không biết cái gì cả, ngông nga ngông nghênh. Nên thầy Dương thầy bảo cái dân Bắc Kỳ chỉ cần cái đầu nó cúi xuống một tí, nó học một tí, nó khiêm tốn một tí thì nó giàu to, bởi vì nó rất khát khao làm giàu. Đa phần nó rất cần cù chịu khó nhưng mà nó không biết cách để cúi cái đầu xuống thì làm sao nó giàu được. Đấy, ba bằng bạn đại học để đào tạo con người ấy, Dương ấy. Tất nhiên là họ bị phá sản. Liệu bạn có mua một chiếc xe nếu nó không thực sự quan trọng đối với bạn? Tất nhiên là không. Liệu bạn có mua một đồ vật quý giá nếu khẳng định nó không quan trọng với bạn? Tất nhiên là không. Cũng như thế, nếu bạn nghĩ tiền bạc là không quan trọng thì đơn giản là bạn sẽ không có đồng nào cả. Với tôi, phải đổi lại, tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đó, cái đó phải cài vào bản kế hoạch tài chính trong tâm thức của các bạn. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đã nhận được từ trước tới nay, tất cả số tiền đang đến với tôi hàng ngày. Trên tại sao mình chưa dạy các bạn làm cái tờ giấy để biến nó thành cái máy bơm hút tiền về? Bởi vì các bạn chưa đủ điều kiện để học. Dạy sẽ không ứng dụng được. Phải 6 tháng nữa đến 1 năm nữa mới dạy các bạn cái điều đó được. Bây giờ là đang trang bị ghi tư duy, những kiến thức nền tảng cho các bạn, chứ không phải một lúc bước chân lên trời được. Phải học từng bước, từng bước, từng bước được. Vậy cài đặt vào bản kế hoạch tài chính trong lúc là gì? Với tôi, tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đã có từ trước tới nay và tất cả số tiền đang đến với tôi hàng ngày. Cài vào bản kế hoạch tài chính trong tâm thức là gì? Tôi chịu, tôi tạo ra cuộc đời tôi. Tôi tạo ra chính xác số lượng những thành công của mặt tài chính của tôi. Bỏ đổ lỗi, bỏ bao biện nha, không là tiêu đấy. Tất nhiên là họ bị phá sản. Liệu bạn có mua một chiếc xe nếu nó không thực sự quan trọng với bạn? Tất nhiên là không. Liệu bạn có mua một đồ vật quý giá nếu bạn khẳng định là nó không quan trọng chọn với bạn? Tất nhiên là không. Cũng như thế, nếu bạn nghĩ tiền bạc là không quan trọng thì đơn giản là bạn sẽ không có đồng nào cả. Bạn có thể làm lóe mắt bạn bè mình bằng hiểu biết này. Bạn có thể làm lóe mắt bạn bè mình bằng hiểu biết này. Hãy hình dung bạn đang nói chuyện với một người bạn và người đó bảo tiền bạc không quan trọng. Bạn hãy đặt tay lên trán và nhìn thẳng lên như là bạn đang nhận thông điệp từ thiên đàng và tuyên bố anh đang túng quẫn. Điều đó sẽ làm cho người bạn của bạn sẽ sốc và kinh ngạc hỏi làm sao anh biết. Bạn xòe bàn tay mình ra và trả lời anh muốn biết thêm nữa à, vui lòng trả 50 đô nào. Để tôi nói toạc ra nhá, bất kỳ ai nói tiền bạc không quan trọng đều không có xu nào. Hay chưa? Đừng có nói tiền bạc không quan trọng nữa mà không có một xu đâu. Người giàu luôn hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc và vị trí của nó trong xã hội. Mặt khác, người nghèo lý giải cho sự bất lực trong tài chính của mình bằng những phép so sánh khập khiễng. Họ nói tiền bạc không quan trọng bằng tình yêu.
Nào, sự so sánh này có mù mờ không? Cái quan trọng hơn, tay, cái gì quan trọng hơn, tay hay chân bạn? Có lẽ cả hai đều quan trọng. Vì thế, tôi muốn nhấn mạnh với bạn một lần nữa rằng tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực, trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng, và ngược lại, nó chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực nó không có tác dụng. Mặc dù tình yêu có thể làm cho thế giới này rung chuyển, nhưng chắc chắn tình yêu không thể nào trả tiền để xây dựng nhà cửa, bệnh viện, nhà thờ, trường học hay nhà ở, và tình yêu cũng không nuôi sống con người. Ngày xưa ấy bảo một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cả nhà thấy cái quan niệm đấy đấy có đáng sợ. Và thầy Dương thầy hay nói một túp lều tranh hai trái tim vàng cái gì? Có vàng mắt vàng gan ra thì có hai trái tim vàng đấy. Ông, mình rất hay ngày xưa và bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghe lại ông Dương, ông thầy này ông hay lắm. Ông bảo một túp lều tranh hai trái tim vàng, vàng cái gì? Vàng khè mắt, vàng khè gan ra thì có ấy. Làm gì có vàng mi vàng, không có tiền thì giải quyết vấn đề gì? Con ốm, chồng đau đi bệnh viện, lấy tình yêu ra để trả viện phí à? Bệnh viện nó chả đuổi đi á. Mẹ ốm, mẹ bệnh, không có tiền mua sản phẩm cho mẹ uống, tình yêu cái gì? Hãy ngộ ra đi cả nhà mình nhá. Cho nên là khi đọc cái quyển sách này xong, các bạn sẽ tiến lên nhiều nhiều bậc trong cuộc đời mình, chứ không phải một bậc thôi nhé. Các bạn mới hiểu rõ về kim tứ đồ của Robert Kiyosaki. Và các bạn mới biết cần thiết phải làm những việc gì khi được học kim tứ đồ. Đâu có đơn giản, quyển sách nào nó cũng logic với nhau. Vì thế tôi muốn nhấn mạnh với bạn một lần nữa rằng tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng những trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng, và ngược lại nó chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực không có tác dụng. Mặc dù tình yêu có thể làm cho thế giới rung chuyển, nhưng chắc chắn tình yêu không thể nào trả tiền để xây dựng nhà cửa, bệnh viện, nhà thờ, trường học hay nhà ở. Và tình yêu cũng không nuôi sống con người. Và tình yêu New EMA cũng vậy thôi. Nó không thể giữ chúng ta lại ở bên nhau nếu cái sự nghiệp kinh doanh này chúng ta không có tiền. Nhớ nha. Tình yêu New EMA không thể bền chặt được nếu sự nghiệp kinh doanh này các bạn không có tiền. Hãy nhớ điều đó. Và tất cả đồng đội của các bạn sẽ bỏ các bạn ra đi vì họ không có tiền trong sự nghiệp kinh doanh này. Vậy làm thế nào để họ có tiền? Phải hết lòng vì công việc và hết lòng vì mọi người. Và phải dạy họ bốn bánh xe tài chính mà sắp tới đây chúng ta sẽ đọc ở trong quyển sách này. Và nhà mình hiểu rõ chưa? Đọc hết quy tắc thịnh vượng số 10. Chúng ta sẽ nghỉ. Tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng, và ngược lại nó sẽ chẳng có vai trò gì trong lĩnh vực nó không có tác dụng. Tôi có tư duy triệu phú. Tôi có tư duy triệu phú. Tôi có tư duy triệu phú. Tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng, và ngược lại nó sẽ chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực mà nó không có tác dụng. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây. Mai chúng ta đọc cái dấu hiệu nạn nhân thứ ba là quán trách. Và mình nghĩ rằng là các bạn sẽ lột xác toàn bộ khi các bạn biết tại sao mình không giàu. Đó là gì? Đó là đổ lỗi. Đó là gì? Đó là bao biện. Và cái thứ ba là quán trách. Mai chúng ta sẽ đọc. Để chúng ta tránh xa những cái điều đó. Và đó chính là bí mật mà những tỷ phú nừng danh họ tiết lộ cho chúng ta đó. Ok, cả nhà mình dừng tại đây nha. Thế nào?
Cảm ơn thầy ạ, hay quá. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Đang liên hệ bản thân đúng không? Em biết thầy giảng thế này mới bỏ được một số tần số. Thầy bỏ tất cả chứ không phải là một số. Nhiều vô biên cương luôn. Cảm ơn thầy Phương nhé. Cảm ơn em Hồng nhé. Hôm nay hay quá chú ơi. Hôm nay quá tuyệt vời. Đều coi như là mất những cái nói đấy ạ. Chào cả nhà, cảm ơn thầy Quang. Làm sao mà cho em vào thầy nhiều ạ? Thầy Quang ơi, cho chú anh vào cái nhóm đấy. Tôi cho chị Hồng. Anh muốn mình đi nhắn tin cho mình là cái Zalo của bạn là cái gì để mình cho vào chứ. Nguyễn Thị Oanh ạ. Em nhắn nha. Bạn phải kết bạn với mình chứ. Bạn không kết bạn là sao mình đúng rồi, các bạn với thầy thì vào được chứ còn đúng rồi hôm nay thầy ít tên công ty nhỉ, hôm qua rất là đông người, em hay công ty nhà gần mà. Vâng ạ, rồi, xin cảm ơn thầy với cả nhà nhé, rất là vui ạ, tối và sáng rất chăm chỉ học và cảm ơn thầy nhiều. Xin chào mọi người ạ, chúc thầy chào dung nhà bạn này nhé. Kể kết bạn đi nha anh nhá. Các bạn sẽ có một cái bài tập nhà mình ạ. Chào nhá. Cảm ơn thầy. Chào thầy nhá, em cảm ơn thầy. Okay. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy. Dạ em chào cả nhà nhá, em chào cả nhà nhá. Em ơi,